video thanh tứ hot. Bây giờ mình mới đi ra sau mà bắt gặp nó hot. Đây là hot, nó hot thật sự nè. Còn mấy con thằng lằn nó tới nó ăn cám các bạn, biết cách khắc phục không? Comment dưới video cho mình với nha. Để cám xem nó nhanh hết lắm. Mấy thằng lằn tới á.